Với tầm mức giá khoảng dưới 5 triệu đồng thì không phải lúc nào chúng ta cũng có cho mình những cái lựa chọn máy chiếu thật tốt chính hãng với lại cái chất lượng ổn định và đáp ứng tốt cái nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà mẫu máy chiếu hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cùng tầm giá dưới 5 triệu đồng và hiện tại đang có chương trình sale cực kỳ hấp dẫn. Dòng này là AK XB33. AK là một trong những cái hãng máy chiếu mà chuyên sản xuất máy chiếu và các thiết bị công nghiệp ở thị trường Nhật. AK là cái văn phòng chính và nhà máy sản xuất chính cũng tập tại Nhật Bản. XB33 là cái máy có nhiều cổng kết nối, các bạn nhìn vào là các bạn thấy được ngay cái cổng computer in 1 vừa có tín hiệu, vừa có thể lấy được tín hiệu vào và vừa có thể xuất được tín hiệu ra. Cổng sử dụng cổng computer 2 video S, video audio rất là dễ dàng nhận thấy được là máy này là thiết kế khá nhiều cổng. Con này thì cái thiết kế cái trọng lượng nó khoảng tầm cỡ khoảng dưới 3 kg, do đó chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt cố định một chỗ hoặc là mang đi đâu đều ok hết. Phía đằng trước này chúng ta thấy được cái thương hiệu AK này được mạ vàng trông khá là chuyên nghiệp và trông rất là sang. Thiết kế cái vỏ trơn màu xanh nước biển trông khá là đẹp và chống chảy, chống bám, chống vân tay. Đây là một trong những cái dòng máy chiếu có thể đáp ứng các cái nhu cầu của chúng ta như là xem phim trong gia đình, mà hội họp văn phòng công ty hoặc là xem phim, xem bóng đá ở những cái nhà hàng, quán cà phê. LCD với cường độ sáng 3000 Asus Lumen của phân giải 124768 AK XB33 là một trong những lựa chọn hàng đầu chúng ta nếu chúng ta đang có nhu cầu đầu tư một cái máy chiếu chính hãng dưới 5 triệu đồng. Các bạn biết được là trên thị trường có rất nhiều các cái hãng để chúng ta có thể lựa chọn, tuy nhiên thì không phải các bạn lựa chọn mẫu nào nó cũng tốt. Đặc biệt là thời điểm hiện nay trên web có rất nhiều các cái máy chiếu mới họ rao bán với giá tiềm tàng trên dưới 1 triệu đồng. Tuy nhiên thì các bạn hãy hết sức lưu ý khi chúng ta mua bất cứ một sản phẩm nào thì nó phải đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta và cái chế độ bảo hành phải được bảo hành 1 đổi 1. Trong quá trình sử dụng nếu có lỗi gì thì chúng ta phải được cam kết bảo hành rõ ràng thì chúng ta mới bỏ tiền để chúng ta mua. Cho dù nó rẻ mấy chăng nữa thì nó cũng là đồng tiền chúng ta bỏ ra để chúng ta đầu tư. Có nhiều người nghĩ là nếu mà mua về cũng xài sử dụng 1 triệu hơn hoặc 2 triệu hơn nó không đáng. Tuy nhiên thì các bạn suy nghĩ lại xem, nếu các bạn bỏ 1 triệu mấy 2 triệu mà các bạn mua một cái máy chiếu hàng LED của Trung Quốc mà về không xài được hoặc nó quá mờ thì sau đó các bạn sẽ mất niềm tin vào những sản phẩm đó. Tại vì lựa chọn một cái sản phẩm chính hãng tuy là cũ thôi nhưng mà nó đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng chúng ta cũng là một cái ưu tiên hàng đầu khi mà chúng ta không có quá nhiều tiền hoặc là cái mức độ sử dụng ít. Khi XB33 được cung cấp bởi trang web máy chiếu cũ .com và được áp dụng chế độ bảo hành 1 đổi 1, đặc biệt là khách hàng trong khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì chúng tôi sẽ có chế độ bảo hành miễn phí tận nơi sử dụng.